Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta tiếp đến một cuốn video giao lưu với Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, địa chỉ xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội. Tôi gửi đến hình ảnh của một tác phẩm xanh rất đặc biệt, một cây xanh giáng lão. Vâng, đây là cái vị trí và cái thời điểm là mùa hè, cho nên là các anh cũng không chặn là những cái mầm thở. Nhìn nó cũng minh chứng với các bạn đang xem trên truyền hình và kênh của Bác Vân Sắc ấy. Như Trần người ta nói này, cây Nam Điền nó có một cái sự biến hóa là vô cùng là nhanh chóng. Chắc anh em cũng xem kênh của Bác Sinh cách đây trong 1-2 tháng trước rồi đúng không Bác Sinh? Rồi. Nhưng bây giờ các bạn nhìn thấy cái Nam Điền này sau 3 tháng nó đã khác như thế này chưa đúng không? Khác hẳn đi nhiều ấy. Cái vẻ đẹp và cái sự thăng hoa của cây nó đã bắt đầu dần được lột tả. Đúng rồi. Đẹp quá nhỉ. Quá đẹp cây bây giờ. Mê hồn luôn. Mà có cái đi vừa đi vào chui vừa to quá. Đi vào nhá. Vâng, đấy cái hình ảnh tổng thể của một tác phẩm xanh láng lão. Quá đẹp luôn các bạn. Chúng ta đi xung quanh bệ gốc của cây. Vâng. Cây cái vóc dáng rất chắc khỏe, bóng cây thì với cái khung tranh không cao đấy, tạo thành rất là cân đối. Và các anh có bố trí cái bức tượng Đạt Ma Sư Tổ ở phía dưới mặt chậu, cũng ví như là một cái bóng cây, một cây giáng lão rất đẹp. Đây là mặt phía sau. Nói về dòng xanh Nam Điền ấy, thì các cái vết bo của những cái vết sẹo rất nhanh, càng ngày nhìn nó càng phê vâng. Càng ngày càng nó mím sẹo bao nhiêu nó lì đi càng đẹp bấy nhiêu. Toát lên này. Và những cái điểm nhấn, những cái nhát cắt giật để chuyển hướng của cây, hạ thấp chiều cao của cây rất tuyệt vời. Các cái cung lượn, những cái vai của các cái tay chi. Vâng, qua cái vụ hè này thì đến cuối năm, khi các anh bứt sạch lá đi và lọc dăm lại thì cây sẽ còn đẳng cấp nữa. Bởi vì thường là mùa hè là như thế này, những cái mầm thở hoặc là những cái vùng tay nó phát triển rất nhanh thì các anh còn chưa cắt kịp. Đấy, nếu mà lấy cái phong tranh tổng thể thì đẹp lắm. Cây này mà giao lưu giá bao nhiêu anh ơi? Cây này mà giao lưu giờ đợt này là cộng thêm các bác 20 triệu nữa. Vâng, tức là tăng lên 20 triệu so với kỳ báo giá trước. Tổng đợt này là 370 triệu. 370 triệu. Lần trước báo là 350. Vâng. Rồi. Anh cứ để tay thế tôi chụp kiểu ảnh nhá. Chụp này. Xong rồi. Quá đẹp. Vâng, chia tay với tác phẩm xanh Nam Điền giáng lão. Đỗ Sinh với anh Trần Hiệp và tiếp tục giới thiệu với các bạn. Chúng ta đến với cây Nguyệt Quế này đi. Vâng, cây Nguyệt Quế với cái bóng chung là tán tán nấm.
Nhưng mà riêng về cái phần thân là những cây rất đậm, rất khỏe cây, mà chùm hoa đặc kín luôn nhá. Hai hôm nữa là ngày mai, ngày 15 thì ra thì khủng khiếp luôn. Vâng, vài ngày nữa thì sẽ nở khắp cây luôn này. Đấy, thân bệ của một cây này. Anh có thể kéo cái này ra được một tí không? Kéo cái này, cái này để mình ủ cho nó. Không, một tí thôi, để tôi xem được cái bệ chỗ đây. Đấy, thế thôi mà, chỉ cần thế này thôi. Nó quá đẹp nhỉ. Anh em nhìn này. Tuyệt vời quá. Rồi. Đo số đo anh em nhé. Được, anh đo đi. Đây, đo này. Bành thân này. 68. Rồi. Đây, chỗ này là nó mùa nắng mới ủ, nó mát thì bác sĩ. Được rồi, thôi bây giờ anh lại che vào. Chứ lúc nãy mà quay mà che thế thì chả biết trong nó thế nào cả. Nó là hiệp hay là hoài là chịu chả biết. Đấy, mở boang ra thế thì mới nhìn được. Với chiều cao cây này thì rất là, nó gọi là nấm lùn mà. Chiều cao là 90. Rồi. Bành 68. 8 rộng 1m2. Giá bao nhiêu anh? Giá báo với anh em là 30 triệu. Rồi, giá 30 triệu. Rồi, di chuyển tiếp. Chúng ta đến với một cây tùng kim cương. Tùng này có phải tùng ghép lá trên tùng thân cây la hán không? Không, cây tùng này tùng xịn này. Tùng xịn nữa. Rồi. Đấy. Bắt đầu chuẩn bị tùng ra quả này anh em này. Tùng kim cương là tùng, mình đây gọi là tùng trái đúng không bác? Vâng. Tùng quả là tùng trái. Đây này, ra nhiều quả quá đây. Được rồi. Đây, chúng ta quan sát cái gốc này. Trái tùng này. Đây, cái này này. Quay ba lần chữa xong một cuốn video rồi trời mưa. Anh là 48 chỗ này bác sĩ. Rồi. Vị trí đó là 48. Cao hết 3. Đây, giá mình với anh em là 35 triệu. Giá 35 triệu.